đây sẽ có ba con ốc, thì hai con ốc con thì các bác hãy luồn ở bên ngoài này, còn một con ốc to thì các bác hãy luồn vào thân. Sau đó thì các bác chỉ việc xoáy ốc vào thôi. Đấy, một cách lắp rất đơn giản. Bác cho cái đèn này vào. Sau khi lắp xong thì em sẽ đi giật thử cho các bác để các bác xem. Đấy, một đơn vị mà cung cấp cho các bác rất là nhiều mẫu thì luôn muốn đa dạng cái dòng sản phẩm mà em đang cung cấp cho các bác. Từ những mẫu kéo cắt cành trên cao, hái quả trên cao đến những mẫu kéo cộng lực. Từ bây giờ thì cái mẫu kéo giật cành trên cao. Để đáp ứng đầy đủ cho toàn thể các bác thì em luôn cung cấp và luôn cập nhật những cái dòng sản phẩm mới nhất. Bác nào có quan tâm đến kênh hay đến những dòng sản phẩm cụ thể như thế này thì hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và ấn 2 lần vào quả chuông để tiếp tục theo dõi nhiều những cái thông báo giá mới nhất này bên em sẽ cập nhật, và kèm theo đó là những cái sản phẩm mới mà bên em cũng đang mới cập nhật, hãy thể theo nguyện vọng của toàn thể các bác. Thì các bác cứ gọi điện đến cần những nhu cầu trong sản phẩm nào nhiều thì bên em sẽ nhập về và cung cấp đầy đủ cho toàn thể các bác, đáp ứng đủ không thiếu cái gì của bác nhé. Đấy, em đã giật xong, em đã lắp xong rồi. Bây giờ thì mời các bác đi ra vườn cùng em giật những cành cây lớn ở trên cao. Đặc biệt là các bác sử dụng trồng cây cảnh những cây hoa leo như hoa giấy này. Các bác muốn tỉa cành rong những cái cành xoan hay những cái cành bạch đàn. Để rong nó lên cao mà không bị những cái cành nhánh thì đây là một cây rất là phù hợp. Đây là các bác nhìn thấy đây, đường kính nó rất là to với cái cành cây xoan em vừa mới cắt này. Thì các bác lưu ý nhé, các bác cắt cành cây nào cũng thế, cứ vừa cái chỗ lưỡi cưa này, lưỡi kéo này là các bác có thể cắt được. Và đường kính mà có cắt cũng khá là to đây này, các bác cắt được từng này rồi. Thế còn với những cái cành